Có hai đội càng đưa, đội càng tay Cổ Long thì đi trước, đội càng tay Dòng Ghiền đi ở phía sau luôn. Cả hai đội đi chung cái nhau thì rất là khó nghe. Để cho đội đi trước quan tài và một đội đi sau quan tài nha. Sẽ đi một vòng của chợ Dòng Ghiền. Đợi đúng 11 giờ ra. Yeah.
Thank you.
cái bài ấy phải không? Thôi. Không nghe đâu. Mấy đâu đâu chạy không? Oh,
Trời ơi, trời, cây coi. Cây nó quýnh quá, quýnh rồi. Đây người chơi nước đi cho vô thánh vật đó ơi, mệt đuối. Đi qua cầu đó, đi đi luôn. Gãy gì nhiều đi. Gãy gì đi. Ai tao rồi chứ, gãy cái tiền bạn rồi. Đi xuống chỗ qua chỗ, đi xuống chỗ gãy với chồng luôn, gãy qua chồng luôn. Ai ơi trời. Đi xuống chỗ gãy quốc. Lâu rồi mới gặp kinh. Lâu lâu quá đưa tan miền Tây mình vào ruộng vào vườn liên tục. Thôi giật mấy cái tàu chuối này ra coi, giật xuống đi, không ra được kia rồi. Này lên đường All right.
Rồi, kéo người qua, kéo qua. Được chưa? Bây giờ qua đây luôn đi. Yeah.
ngoài vậy con ơi. Con nữa. Chưa gỡ tan được. Chưa. Chúng đã thầy ổng rồi. Con xã nữa. Không xã hả? Trong đâu có giống chầu đâu. Rồi, thôi về đó. Chú đi ra xe để ngoài xe này là công tác xây cất của mấy anh em thợ hồ. Đứng ơi!